may quá vẫn còn kịp. Chứ đưa à, bạn lại chạy đưa tới trường sao? Tại bạn không biết đó. Mình tưởng sắp trễ học rồi cho nên mới phải chạy cấp tốc tới trường. Chạy cả đoạn đường như vậy chắc bạn khát nước lắm ha. Uống nước đi. Cảm ơn bạn nha. Sao tự nhiên bữa nay bạn tốt vậy? Thì tụi mình là bạn bè mà. Khai thiệt đi, bạn không bỏ độc vào trong nước chứ? Bạn đang nói cái gì vậy? Sao mình có thể bỏ thứ gì đó vô trong nước uống được? Mình có thể tin bạn được không? Tất nhiên là có rồi. Mà nói thiệt nha, bạn luôn là người có nhiều năng lượng nhất lớp mình đó, có đúng không mọi người? Bạn biết không, mình thấy cha đu tràn đầy năng lượng giống vậy nè. Bạn ấy khỏe mạnh và xinh xắn nữa. Các bạn bị chạm mạch hết rồi đúng không? Các bạn ấy không có bị gì đâu mà. Mình nghĩ họ hành động như vậy là vì chuyện ngày mai đó. Ngày mai thì sao chứ? Thì ngày mai là ngày lễ tình nhân đó. Hả? Ngày mai là ngày lễ tình nhân sao? Đúng vậy, ngày mai chính là lễ tình nhân á. À, mới đó mà đã tới lễ tình nhân rồi. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với Don Don đó? Năm ngoái mình học chung lớp với Don Don nên biết được một chuyện là như vậy. Nè, cháu Sơn Đôn, bạn không được tặng quà hả? Shadow, bạn đã uống ly nước mà mình đưa chưa vậy? Mình nghi ngờ là bạn có ý đồ xấu nên đã đổ đi rồi. Đừng làm phiền mình nữa Don Don nè. Bạn thiệt là, tại sao mình phải làm như vậy chứ? Lát tan học chúng ta cùng đi về nha, cả Minchi nữa. Tại sao mình phải về chung với bạn chứ? Bởi vì nghe nói dạo gần đây có rất nhiều kẻ xấu bắt cóc trẻ con. Các bạn lại là con gái nên cần có người đi theo để bảo vệ. Cho nên tan học về chung nha. Rốt cuộc thì bạn ấy nói cái quái gì vậy hả? Năm ngoái, Đôn Đôn là bạn trai duy nhất ở trong lớp không được nhận sô-cô-la từ các bạn gái đó. Thì tại bạn ấy có bao giờ đối xử tốt với con gái đâu. Không nhận được sô-cô-la là đúng rồi còn gì. Bây giờ có muốn làm gì để lấy lòng họ cũng đã quá trễ. À phải rồi, cho được. Bạn sẽ tặng sô-cô-la cho ai? Sao mình lại phải tặng chứ? Bạn không thấy đem sô-cô-la đi tặng cho người khác rất lãng phí sao? Nếu có sô-cô-la thì mình sẽ để dành ăn một mình. Cũng phải, cha đưa là vậy mà. Còn bạn thì sao hả? Muốn tặng sô-cô-la cho ai đây? Có cần mình đi mua chung với bạn không? Không cần đi mua đâu, vì mình sẽ tự tay làm sô-cô-la. Ủa? Chuyện này hơi lạ à nha. Mình đánh hơi thấy có cái gì đó rất đáng nghi. À, bạn nói gì vậy chứ? Minchi à, có phải là bạn đã thích ai rồi không? Không có đâu, bạn đừng đoán bậy mà. Mình sẽ làm một cái thiệt là lớn rồi sau đó tự ăn. Nè, chơi cha đu, đá chiếc banh qua đây đây. Nếu muốn thì tự qua đây mà lấy. Bạn có quyền gì mà dám sai mình? Con gái gì mà ăn to nói lớn quá vậy không biết. Người ta nói lớn hay nói nhỏ thì liên quan quái gì tới bạn mà bạn thắc mắc chứ. À mà mình nói nè. Ủa? Mình không thích mấy loại sô-cô-la rẻ tiền, ăn không có ngon lạnh gì hết. Mình thích sô-cô-la ở mấy trung tâm thương mại á, nên mình từ chối nhận sô-cô-la của bạn nha. Đồ thần kinh, bạn cứ ở đó mà mơ đi ha. Vì chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bạn hư cái gì chứ? Nói cho bạn biết chuyện này nha, Shadow sẽ tặng sô-cô-la cho mình á. Sao bạn chắc chắn như vậy? Để mình nói rõ cho bạn nghe nha. Người mà Shadow sẽ tặng sô-cô-la là mình, lớp trưởng đẹp trai tài năng Lee Yoon-sak. Mình thật sự không biết bạn đang nói cái gì nữa. Vì Shadow chắc chắn sẽ tặng sô-cô-la cho mình. Nè, bạn muốn gây chiến với mình có đúng không? Mình nghĩ người muốn gây chiến là bạn thì có. Đúng là không ra làm sao hết. Thôi mình đi Minchi ơi, ở đây hết vui rồi. Tốt thôi, chúng ta hãy cùng quyết đấu đi. Đấu thì đấu, ai sợ bạn chứ. Ngon quá đây. Chứ đưa mà mình hỏi nè. Hả? À, chuyện gì? Bạn thật sự không định tặng sô-cô-la cho ai hết hả? Không.
Minzy nè, nếu mình nói bây giờ mình muốn qua nhà của bạn để cùng làm sô-cô-la thì có được không vậy? Có thật không? Mình tưởng bạn sẽ không tặng cho ai chứ. Tự nhiên mình vừa nghĩ ra một người để tặng sô-cô-la rồi. Cho con gửi, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn con nhiều lắm. Là thật sao có người để bạn tặng sô-cô-la hả? Người đó là ai vậy? Mình không nói cho bạn biết đâu. Nhìn thật kỹ nha Shadow. Chúng ta phải khuấy đều sô-cô-la với độ nóng vừa phải như vậy nè. Thiệt là ngon quá đi. Shadow, bạn ăn hết thì còn sô-cô-la đâu để nấu nữa. Bạn yên tâm đi, chúng ta vẫn còn rất nhiều đây nè. Cuối cùng cũng xong rồi. Bạn đúng là giỏi thiệt đó Minzy. Ủa mà làm sao làm tới 3 hộp vậy? Là bởi vì... Cứ nói cho mình biết đi. À khoan đã, có 3 hộp sô-cô-la tức là bạn thích tới 3 người luôn á hả? Không phải như bạn nghĩ đâu. Denki ơi, bạn có nhận được quà chưa? Mình có rồi. Gì? Bạn nói thiệt hả? Sáng nay mẹ mình đã tặng cho mình rồi. Biết ngay là sẽ như vậy mà. Theo mình nghĩ, những đứa trẻ ngây thơ như chúng ta không nên trở thành nạn nhân của người lớn bằng việc mua sô-cô-la để cho họ kiếm tiền như vậy. Bạn nói có đúng không? Denki, tặng cho bạn nè. Cảm ơn bạn. Bạn ấy đến rồi kìa. Chào bạn nha Minzy. Chào Shadow, bạn tới rồi hả? Minzy à, các bạn ấy bị làm sao vậy? Họ đang muốn bạn tặng sô-cô-la cho họ đó mà. Thì ra là như vậy hả? Ê nè, nhưng mình chỉ có một hộp thôi, làm sao mà tặng được đây? Thôi được rồi, nếu các bạn muốn mình tặng hộp sô-cô-la này thì các bạn phải vượt qua được thử thách của mình. Thử thách của ngày hôm nay là phải vượt qua mấy cái thanh cầu khỉ kia. Người nào hoàn thành nhanh nhất và ít hơn 1 phút sẽ chiến thắng. Tất cả chuẩn bị. Tính giờ. Sô-cô-la. Không được, như vậy là chơi ăn gian. Xin lỗi cậu bé. Cậu chủ ơi, cậu không sao chứ? Thôi như vậy đủ rồi. Không ai có thể hoàn thành được thử thách dưới 1 phút. Cho nên không ai thắng hết á. Minzy à, vào ngày lễ tình nhân bạn sẽ tặng sô-cô-la cho người bạn thích nhất, có đúng không hả? Đúng vậy đó. Cũng tức là trong số chúng ta có người bạn ấy thích Shadow à. Mình đã quyết định rồi. Người mà mình thích nhất đương nhiên chính là mình rồi. Mình biết ngay là sẽ như vậy mà. Mọi người ơi, có ai muốn chơi đá banh không? Thưa cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi nên cố gắng nhiều hơn. Không sao đâu, ít ra thì con cũng được tập thể dục, chơi khá là vui. Chúng ta đi thôi. Dạ cậu chủ. Thêm 1 năm nữa mình lại không có quà. Tụi mình cũng không có gì hết, buồn thiệt chứ.
Cha Đô ơi. À, Minji à, sao bạn đi lâu vậy? Mình vào lớp cất vài thứ. Đúng rồi, bạn đã tặng sô-cô-la chưa? Ừ hả, thật ra thì mình... Cha Đô ơi, Minji ơi, chơi đá banh không nè? Tất nhiên là chơi rồi. Minji à, nhanh lên đi. Ê, mình tới liền. Mình sút đây. Nè, ai kêu bạn sút hả? Bây giờ mình không muốn làm gì hết á. Chúng ta về nhà đi thôi. Đây là gì vậy? Một hộp quà. Ai đã cẩn thận để cái này trên bàn của mình vậy chứ? Trên này còn có tên của mình nữa. Là sô cô la đó. Mình cũng có sô cô la nữa nè. Chúng ta có quà rồi. Chadu, Mimi, Baby ơi. À, gì tới chơi? Các con đều ở đây hết sao? Ôi trời ơi, bên ngoài lạnh như vậy em tới chơi là được rồi. Còn mày đặt mang theo cái gì nữa? Đồ ăn giặt cho bọn trẻ với mấy thứ linh tinh thôi mà. Lúc nào gì cũng là tốt nhất. Chưa kem nữa. Mấy cái đứa này suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Sáng mai em sẽ đi tàu về, có đúng không? Dạ, đi chuyến 10 giờ sáng. À đúng rồi, cha Đu đang được nghỉ nè. Chị định chừng nào sắp xếp đi thăm mẹ đây? Chán ghê, Mimi với Barbie đang bị cảm rồi. Chị định sau khi tụi nó khỏe hẳn rồi mới đi thăm mẹ. Thật hả chị? Nếu vậy thì sáng ngày mai em sẽ dẫn cha Đu đi chung với em luôn. Trước sau gì nó cũng sẽ đi mà. Mẹ ơi, con đi với dì nha. Mẹ chưa biết nữa con. Lỡ nó gây phiền phức cho em thì sao? Phiền phức gì đâu chị. À cha Đu à, ngày mai con theo dì về thăm bà ngoại trước có chịu không nè? Dạ con thích lắm dì ơi. Mẹ ơi, tụi con cũng muốn được đi chung với dì nữa. Quên không, hai đứa ở nhà chơi cho mẹ đỡ buồn đi nha. Cái con bé này. Đau quá. Chúng ta đang rời ga kìa. Đây. Ngon quá đi dì ơi. Bà ngoại ơi. Con nhớ bà ngoại. Chắc hai dì cháu đi mệt lắm rồi ha. Dạ. Bà ngoại ơi, con đói bụng rồi. Trên tàu con ăn quá trời rồi mà vẫn còn đói hả? Nhưng bây giờ bà phải đi cho bò ăn đã. Con vô nhà thay quần áo trước đi nghe. Dạ. Nhà của bà ấm quá đi. Không có mẹ càm ràm, không có em nghịch phá, đúng là thiên đường mà. Cha Đu à, con mau ra đây một chút đi con. Dạ. Bà chuẩn bị đi làm cơm nên không thể quét tuyết ngoài sân được. Con đã quét giúp bà được không? Dạ. Ăn cơm xong rồi con làm có được không? Bây giờ con vẫn còn mệt lắm bà ơi. Nếu mặt trời lặn, số tuyết này sẽ bị đóng băng lại. Nó rất dễ làm con bị trượt té rồi. Dạ. Sao mà sân nhà bà ngoại lại rộng quá vậy không biết? Cha Đu à, con quét xong chưa? Dạ xong rồi ngoại ơi. Ôi trời, công nhận con quét sạch quá trời. Mà sao con không nhân tiện quét luôn con đường? Chỉ cần quét xích lên xíu là được rồi. Dạ. Mau lên, mặt trời sắp lặn rồi đó con. Cha Đu à, con đói lắm phải không? Lại đây ăn nhanh đi con. Dạ. Đây là như vậy ngoại. Dừa tỏi muối nhìn ngon lắm đúng không? Món này là do tự tay bà làm đó. Nhưng mà con không ăn tỏi được ngoại ơi. Bà chiên trứng hay là cho con ít trong biển đi. Con bé này hư quá. Sao con dám chê bai đồ ăn trước mặt người làm ra nó vậy? Nhưng mà bây giờ con đang đói lắm ngoại ơi. Hư
đây có đủ đồ ăn cho con. Nếu muốn ăn thêm cứ nói với bà nghe không. Nhưng mà không phải món này, bà cho con rong biển đi. Với lại chỉ mất mấy giây để chiên trứng thôi mà. Ê, thái độ của con như vậy hả? Nếu không muốn ăn thì đừng ăn nữa. Học ở đâu cái thói chê bà đồ ăn không biết. Mẹ ơi, con vẫn chưa ăn. Bà mẹ ơi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Cha Đu à, mau mang củi vô đây cho ngoại. Dạ. Cha Đu à, mau ra chuồng bò dọn phân cho bà. Giúp bà mở cái nắp nồi này đi, Cha Đu. Cha Đu à. Ê, rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Mẹ ơi, chừng nào mẹ mới về? Mimi với Papi vẫn chưa hết bệnh nữa hả mẹ? Đúng vậy, hai em của con vẫn chưa được khỏe. Chắc tuần sau mẹ mới về được. Tuần sau lận á? Không phải là con đang rất vui vì được thoải mái hay sao hả? Đâu có ai cằn nhằn kêu con học bài. Cư xử cho đàng hoàng, nhớ là nghe lời bà ngoại đó nghe chưa? Mẹ ơi, con nói mẹ nghe nè. Con cảm thấy là bà ngoại có gì đó hơi kỳ kỳ á mẹ. Cái gì? Con thấy là bà không giống với lần trước cho lắm. Alo, mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không? Con gọi điện cho mẹ con phải không? Con có biết điện thoại đường dài tốn phí như thế nào không? Bà kêu con đi rửa nồi cơm sao còn chưa rửa? Tay của mình lạnh quá đi. Làm sao mà rửa hoài vẫn chưa sạch vậy chứ? Đu à, con có làm sao không vậy? Bà chỉ kêu con rửa nồi thôi, sao con lại bày trò gì nữa vậy? Con đâu có bày trò gì đâu ngoại ơi. Con điên rồ, tự nhiên con nhỏ từ trần nhà rơi xuống làm con hết hồn. Ở nhà con cũng cư xử với mẹ con như vậy đúng không? Đúng là hết nói nổi. Cứng đầu như vậy thì không thể dạy dỗ bằng lời. Vào đưa chân con ra đây. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mà. Con hãy tự hối lỗi đi. Hôm nay nhịn đói. Mẹ à, mẹ ơi. Cha Đu à. Nên mình mới hết hồn là bể đồ mà. Cha Đu, Cha Đu à, con đã dậy chưa? Ra ăn sáng nè con. Mẹ ơi, con sợ lắm. Quý hành khách vui lòng cho kiểm tra vé tàu. Làm phiền cho xem vé tàu của anh. Hả? Xin anh chờ chút. Tôi lấy vé liền đây. Cô bé kia, trong lúc kiểm tra vé tàu không được chạy lung tung. Dạ. Con bé kia chạy đi đâu? Mau đưa vé tàu cho chú kiểm tra. Mau đứng lại. Kiểu gì vậy? Con bé đó nó trốn ở đâu rồi? Cái con nhóc lấu cá này.
Anh ơi, anh có thấy một đứa nhỏ chạy ngang qua đây không? À, anh hỏi đứa bé có bím tóc đúng không? Tôi thấy nó chạy qua bên kia kìa. Con nhóc xấu xa. Dạ. Chú cảnh cáo lần cuối, ngoan ngoãn đứng yên đó cho chú. Chú ơi chú, coi chừng đằng sau lưng chú kìa. Anh không sao chứ? Đói bụng quá đi. Từ sáng tới giờ mình chưa ăn cái gì hết rồi. Ê, để coi coi. Có bánh mật ong. Ủa trời ơi, bánh gì cứng quá. Hên là vẫn còn mấy quả trứng. Không ngon chút nào. Xin chào, mực nướng, hạt dẻ rang đóng đi, trứng luộc đây. Mọi người muốn ăn gì hãy nói với tôi nha. Mực ngon, hạt dẻ nóng, trứng luộc, xin mời, đảm bảo ngon lắm. Anh ơi, cho tôi một phần mực nướng đi. À, con ngày của quý khách đây. Anh ơi, làm ơn cho tôi một trứng luộc. Cho tôi một trứng luôn đi. Dạ đây, trứng của quý khách đây. Chúng ta đập trứng bằng đầu nha. Nghe có vẻ vừa đó nha. Như vậy là sao? Ủa sao kỳ vậy? Trứng sống cho chúng tôi. Trả tiền đây. Nói trứng luộc mà bán sống là sao? Cái này khô quá đi. Mình muốn uống nước. Dạ. Mẹ nói cái gì vậy? Trên đường mất tích sao? Từ sáng tới giờ mẹ kiếm khắp nơi rồi mà không tìm thấy con bé. Chúng ta làm gì bây giờ? Từ sáng tới giờ lẫn hả? Có lẽ cả ngày nay con bé chưa được ăn gì đâu. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Con đã tự về nhà một mình luôn hả con? No căng bụng luôn. Cái con bé này, có thật là con đã nhịn đói cả ngày hay không hả? Bà ngoại cứ lo là con đã gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp rồi. Không đâu, cho dù con có thật sự biến mất thì bà ngoại cũng không có quan tâm đâu mẹ ơi. Cái con bé này, sao con lại nói bà ngoại như vậy hả? Mà mẹ không biết là con đã chịu đựng những chuyện gì đâu. Mấy ngày nay vừa làm việc nhà, vừa ăn vừa tỏi muối mà con có ăn được đâu. Ủa? Được rồi, như vậy cũng yên tâm. Nhưng mà suốt ngày cứ phải coi chừng nó như vậy còn thấy mệt không? Con bé vừa nằm xuống nệm là lăn ra ngủ liền luôn. Mà con gái à, mẹ nghĩ mẹ đã quá khắc nghiệt trong việc trừng trị con bé theo yêu cầu của con rồi. Mẹ ơi, không sao đâu. Chỉ cần đảm bảo con bé không chạy trốn là được. Cứ sai nó làm việc tùy ý đi mẹ. Con phải dùng kỳ nghỉ này để sửa cái tính xấu của con bé mới được. Mẹ tháng giúp con nha mẹ. Được thôi, mẹ biết rồi. Đừng mà. Được rồi cả lớp. Các em lên cân đo theo số thứ tự nha. Các em nhớ là phải bỏ giày ra trước khi lên cân được không? Dương Sớt năm nay so với năm ngoái cao hơn tới 2 cm. Còn Xuân Huân cao hơn năm ngoái tới 3 cm. Hãy cùng nhảy với mình. Chadu à, em đứng im cho cô xem cái. Sao em lại thấp hơn năm ngoái vậy kìa? Chadu, bây giờ bà đứng thẳng lên xem. Sao lại lùn hơn năm ngoái vậy ta? Chết sao bà? Bạn đi cao ngược hả? Nè Đôn Đôn à, sao bạn lại tự ý đổi chỗ vậy? Cô giáo đã nói là phải đứng theo số thứ tự rồi mà. Không sao, mấy bạn khác có thể lên trước mình cũng được mà. Đôn Đôn, chúng ta phải làm đúng theo số thứ tự chứ. Em mau quay về vị trí đi. Dạ thưa cô giáo. Nghe nói có một bạn lớp bên cạnh nặng 57 kg, không biết là ai sẽ nặng hơn đây. Mình nghĩ bạn trong lớp chúng ta sẽ nặng hơn. Bao nhiêu ký đây?
coi, một chân mà đã 30 kg rồi. Minh Chi à, em che như vậy làm sao cô nhìn thấy số? Dạ thưa cô, mình em nhìn thấy là được rồi. Hả, vậy à, sao? Minh Chi à, gì vậy? Đây là điểm nhấn hôm nay mà. Bạn hãy mau xuống đi. Được rồi, được rồi. Như vậy không vô chút nào hết. Các em giữ trật tự, mời bạn tiếp theo nào. Minh Chi à. Các em hãy chú ý. Từ ngày hôm nay, các em sẽ chuẩn bị cho buổi trình diễn tài năng của trường. Các bạn nữ sẽ được quyền lựa chọn một bạn nhảy cùng với mình. Cô sẽ viết sẵn tên của các bạn nam lên trên này. Các em sẽ lên đây và mỗi người chọn một tờ. Ai sẽ bóc trúng mình đây? Tại sao lại như vậy chứ? Trên đâu à, bình tĩnh lại đi. Không thể được. Mình ghét chuyện này. Được rồi, thôi mà trên đâu. Là sơn hôn sao? Không biết đâu. Bạn làm gì mà khóc dữ à? Nếu người chọn mình không thích mình thì sao? Chắc là không có chuyện đó đâu. Có thể em chia sẻ. Chắc chắn không ai muốn làm bạn nhảy với mình rồi. Chào bạn. Không được. Đúng rồi, mình không thể tiếp tục như vậy được. Ngày hôm nay mày sẽ làm tốt thôi cho cha Đu. Nè Đôn Đôn à, hôm nay mình đá banh ở đâu vậy hả? Ở công viên có đúng không? Hôm nay mình có việc cần phải làm rồi. Gì vậy chứ? Bạn chính là người rủ chơi trước mà. Mình xin lỗi, mình phải đi trước đây. Đã cài được rồi. Mặt vừa y lương. Giờ mình đã ốm hơn rồi. Có vẻ giảm nhiều hơn mình nghĩ. Cũng được lắm. Là ai vậy? Minh Chi à, mình đến chắc làm bạn bất ngờ lắm. Đơn à, anh bạn đến có chuyện gì nhá? Minh Chi, mình muốn làm người bạn nhảy của bạn. Hãy làm bạn nhảy với mình nha. Bạn nói cái gì? Trước giờ mình thật sự không biết rằng bạn rất xinh đẹp và còn tốt bụng như vậy nữa. Đơn, sao bạn lại như vậy? Mình không thể quên được những gì bạn đã làm về mình trong bài kiểm tra thể chất. Với mình điều đó thật sự là một khoảnh khắc khó quên. Nhưng đó là việc bạn bè cần phải giúp đỡ nha mà. Mình tin là bạn sẽ không suy nghĩ thêm gì khác nữa đúng không? Vì vậy hôm nay mình mới đến nhà của bạn để muốn thân với bạn hơn nữa. Nè. Xin lỗi Đơn à, bạn là bạn tốt của mình và sau này mình cũng muốn làm bạn với bạn như những bạn khác thôi. Không cần, mình không cần bạn trả lời mình ngay đâu. Hãy từ từ suy nghĩ rồi trả lời cũng được. Không, mình thật sự xin lỗi, mình không thể nào nhận bó hoa này. Vậy có phải vì mình quá mập không? Bạn nói cái gì vậy? Thì ra một người bạn mập thì được, còn nếu như là người bạn trai mập thì không thể được. Đơn
Đôn Đôn à, bạn đừng có hiểu lầm ý của mình, chỉ là Minchi ạ, à, sao bạn lại không tập luyện nữa? Đôn Đôn ạ, à, bạn tới nhà Minchi làm gì vậy? À, sao bạn lại ăn mặc như vậy hả? Bây giờ mình phải bây giờ tập nhảy với San Hô rồi, xin lỗi nha. Mình đã hiểu rồi, mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Mình thật là xin lỗi. Đôn Đôn à, bạn ấy bị sao vậy ta? Ủa, ông chuyện này thiệt là kỳ lạ. Từ trước tới giờ Đôn Đôn chưa bao giờ nghỉ học liền mấy ngày như vậy. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là bạn ấy bị bệnh? Mình đã gọi điện tới nhà Đôn Đôn nhưng mà không thấy bạn ấy nghe máy. Các bạn không biết gì sao? Mình nghe ở phòng giáo vụ nói là Đôn Đôn sắp chuyển đi rồi và đến ở một nơi rất xa. Hả? Đôn Đôn sắp sửa chuyển trời rồi sao? Là ai vậy? À, thưa cô, con là Minchi đây. Bạn Đôn Đôn có ở nhà không vậy cô? Minchi à, bạn đến nhà mình có chuyện gì hả? Đôn Đôn à, nếu như mình là người bạn nhảy của bạn thì mọi chuyện sẽ lại bình thường đúng không? Hả? Mình không muốn bạn chuyển trường khác lý do chính là vì mình đâu. Từ bây giờ chúng ta hãy thử thân thiết với nhau hơn đi. Bạn nói thiệt hả? Có thiệt không vậy? Mình cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn nhiều lắm. Các em hãy đi thành hàng một nha. Hôm nay là buổi tập cuối cùng cho tiết mục văn nghệ của trường. Cô cha đâu, cố tình phải không? Cố tình gì chứ, mình chỉ vô ý thôi. Một, hai, một, hai. À, Đôn Đôn à, bạn làm sao hết động tác rồi? Không sao mà, không sao mà. Hãy nhìn các bạn khác kìa. Mình cảm thấy không ổn lắm. Tiếp theo. Minchi à? Minchi. Minchi à? Lại rối nữa rồi, chán ghê. Ê, Minchi à, bạn có thể giúp mình chải tóc được không? Không được mà. Ủa? Bạn nói đúng Chanu, mình thật sự không thể chịu đựng được nữa. Không thể được, mình không thể chịu đựng nữa. Gặp bạn sau nha. Được rồi, gặp lại sau nha. Mình rất muốn mua tặng cho bạn một món đồ gì đó. Mình xin lỗi bạn vì sai lầm vừa rồi nha. Mình muốn gặp bạn cũng để nói về việc đó đó. Vậy sao? Thật là hay quá. Vừa đúng lúc mình có chuyện muốn nói với bạn nè. Bạn ăn đi. Cảm ơn, mình không ăn đâu. Đôn Đôn à, mấy ngày vừa qua mình đã cố gắng thân thiết hơn với bạn. Mình thấy bạn thật sự là một người bạn dễ thương và tốt bụng nữa. Cái gì chứ, không có. Mình đã giúp được chuyện gì cho bạn đâu. Không đâu, càng chơi thân với nhau thì mình càng nhận ra bạn rất là tốt bụng. Và điều mình muốn nói là... Trời đất ơi. Ủa? Không phải bạn định nói là bạn thích mình đó chứ? Hả? Minchi à, bây giờ mình cũng có điều này muốn nói với bạn nè. Xin lỗi nha, Minchi. Chúng ta chia tay đi. Dù vậy đi nữa thì bạn cũng không phải là mẫu bạn gái của mình. Cái gì chứ? Cũng là do mình quá hấp tấp. Thôi, bây giờ mình phải đi học lớp phụ đạo đây. Hẹn gặp lại ở trường nha. Để coi coi.
vào buổi sáng. Mình cần được yêu thương. Ba ơi, sao có lỗ ở trên báo vậy? Ê, làm sao ba biết được? Giờ ba không thể đọc được bất kỳ bài báo nào hết trơn á. Ngay cả truyện tranh yêu thích của con cũng mất luôn rồi. Ôi trời. Sao anh không ở ngoài phòng khách và đọc tờ báo ngày chủ nhật của mình đi? Nó chẳng có gì để đọc hết trơn. Mình không thể nào cắt giảm bất kỳ chi phí nào trong tháng này nữa hết. Em sẽ cắt giảm tiền xài tháng này của anh một chút đó nha. Tiền xài của anh? Nè, tại sao lại phải làm như vậy? Lẽ ra em nên tiết kiệm hơn mới đúng chứ. Anh đang nói cái gì vậy hả? Em đang nhức đầu vì chuyện tiền nông đây nè. Anh hãy nhìn vào đây thử đi. Nè, anh phải xem cái gì đây? Không có gì ở trong đó hết. Sao nó lại bị rách như vậy chứ? Em đã giết tất cả mọi thứ ở trong đây. Ai đã làm chuyện này vậy hả? Không phải anh mà. Mẹ ơi. Ai đó đã xé hết những chiếc nằm búp bê giấy của con rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Ta-da. Con còn quá nhỏ để hút có biết chưa? Chỉ là để diễn thôi mà ba. Đâu phải là thiệt. Như vậy cũng không được. Mấy ngày này, bằng một cách nào đó, có người đã xé hết tất cả mọi loại giấy tờ ở trong nhà của chúng ta. Ai có thể làm được chuyện này vậy chứ? Là tên trộm sao? Sao con lại hỏi ngược lại ba mẹ? Con nói là sẽ tìm ra được mà. Nhưng mà con cần phải hỏi để mà suy luận nữa ba à. Vì đó có thể là một trong số chúng ta. Gì chứ? Không phải em đâu nha. Mimi không thể làm được việc đó. Con có thể làm chứng. Em ấy luôn ở bên cạnh con. Còn mẹ thì trước giờ mẹ vẫn luôn là người ghét ba đọc báo vào mỗi buổi sáng. Nên mẹ đã làm như vậy có đúng không? Nhưng nếu mẹ làm thì tại sao mẹ lại xét cuốn sổ chi tiêu đó làm gì? Đúng rồi ha. Mẹ rất kỹ lưỡng về tiền bạc mà. Vì vậy có lẽ... Sao lại nhìn ba? Có thể ba biết mẹ sẽ cắt giảm tiền xài, cho nên ba mới cố tình làm ra chuyện này. Nhưng mà làm sao mà ba biết chuyện đó được? Và tại sao ba lại xét tờ báo mà mình thích chứ? Như vậy cũng đúng ha. Con đã tìm ra manh mối rồi. Manh mối hả? Nếu như nhìn những vết rách thật là kỹ càng và cẩn thận thì chúng ta có thể nhận thấy chúng đều bị ướt hết. Từ mùi của chúng phát ra thì đây chính là nước bọt của con người. Nước bọt? Điều đó có nghĩa người đó phải chảy nước bọt rất nhiều. Và vì vậy chúng ta có thể kết luận tên thủ phạm đó không thể là người đang ở đây. Thủ phạm! Không được động đậy. Mimi à, mau bắt giữ Barbie lại đi. Con hãy thôi đi, vậy là đủ rồi. Con trai à, con đang làm gì đây vậy? Con ăn hết tất cả số giấy này hay sao? Em ấy chính là thủ phạm, cần phải bắt giữ. Không được, không được, con muốn ăn giấy nữa mà. Barbie bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn ăn giấy chứ? Cái gì vậy hả? Đây là sách giáo khoa của con mà. Phải làm sao đây? Còn phải làm bài tập nữa. Trời đất ơi. Con có bao giờ làm bài tập đâu mà nói. Phải rồi, anh nhớ đã từng thấy những chuyện giống như vậy lúc trước. Anh thấy khi nào chứ? Cách đây vài năm, khi Mimi vừa mới được sinh ra. Và lúc đó, cha đu có vài biểu hiện rất là lạ. Mimi à, con không thể uống sữa hoài như vậy được. Đúng như vậy đó. Hãy lớn nhanh lên để con có thể ăn cơm với cả nhà. Chứ 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 chứ. Mắt cá đâu rồi? Và kể từ ngày hôm đó, cha đu bắt đầu chỉ ăn toàn làm mắt thôi. Từ đó con nào cha đuôi cũng chỉ có ăn mắt. Không biết là bây giờ cha đuôi có còn nhớ chuyện đó hay không? Thật sự là con không nhớ gì hết á. Sao chị ấy làm như vậy chứ? Cha đuôi làm như vậy là vì cảm thấy mình bị bỏ bê. Bị bỏ bê là sao hả ba?
Khi một đứa trẻ không cảm nhận đủ tình cảm từ gia đình thì nó sẽ làm những điều kỳ lạ nhằm mục đích gây sự chú ý. Ba Bi làm vậy là do có cảm giác bị bỏ bê sao ba? Không thể nào. Mi Mi và con mới là người bị bỏ bê đó ba. Bởi vì mẹ luôn mua những thứ mà ba Bi muốn và những thứ mà ba Bi muốn ăn, và thậm chí không hề la ba Bi dù nó có xé rách cuốn sách giáo khoa của con. Sao con có thể so sánh như vậy được chứ? Chị em của con nó vẫn còn nhỏ mà. Con là chị lớn trong nhà nên phải rộng lượng với tật xấu của ba Bi như vậy mới phải. Con đã hiểu chưa? Một tật xấu hả? Có thể chữa khỏi chứng tật cho ba Bi nếu như con dành nhiều sự chú ý và yêu thương. Nhưng mà nếu như chúng ta dành cho ba Bi nhiều tình thương thì em ấy sẽ hết như vậy thiệt sao? Đúng vậy. Con thấy không có được thuyết phục cho lắm. Dù sao thì con cũng không thể để cho ba Bi ăn sách giáo khoa của con lần nào nữa. Con có bao giờ làm bài tập đâu mà nói. Mẹ con bận làm công việc nhà rồi nên ba Bi đến đây với ba nào. Tình yêu sẽ được bồi đắp khi cùng chơi với nhau. Cha, cha, cha. Ba Bi à, có vui không con? Bay lên, ba Bi bay lên kìa. Con đang bay. Ôi trời ơi, mệt quá đi, mình phải ngủ một giấc mới được. Ôi trời ơi, ba không chơi với con nữa hay sao? Mới có mấy phút thôi mà. Shadow à, Mimi à, đến lượt hai con chơi với em kìa. Dạ con biết rồi. Tao đứng lại ngay. Còn chạy nữa hả? Chị sẽ bắt được tụi em thôi. Đứng lại chưa? Đừng có mong mà chạy thoát nha. Em mệt quá rồi. Chị cũng mệt quá, không ngờ lại kiệt sức vậy luôn á. Không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Ta vẫn chưa ngủ nữa hả? Được rồi, ăn cơm thôi. Wow, nhìn thật ngon quá. Tất cả món này chỉ dành cho ba Bi thôi. Con hãy ăn đi, ba Bi à. Dạ. Con ăn xong rồi. Con no quá. Ba Bi đã ăn no rồi, chắc là nó sẽ không ăn giấy nữa đâu ha. Ôi trời ơi, mừng quá. Con nghĩ là chúng ta đã dành tất cả tình cảm cho ba Bi rồi đó. Ba ơi, ba chữa hết tật cho Shadow khi chị ấy cảm thấy bị bỏ bê sao vậy? À, chuyện đó ba cũng không nhớ rõ nữa. Shadow không còn bị chứng tật, chỉ toàn ăn mắt nữa sau khi ba Bi được sinh ra đời. Phải rồi, đúng là như vậy á. Vậy sự yêu thương không chữa hết tật cho con sao? Không phải như vậy mà. Thật kỳ lạ quá, sao chị Shadow lại hết chứng tật khi em bé được sinh ra vậy chứ? À, chuyện đó hả? Ba có thể giải thích cho con hiểu nè. Vì trước đây Shadow đang là trung tâm chú ý của ba mẹ, và khi Mimi con sinh ra, mọi chú ý đều dồn vào con. Chính vì vậy Shadow đã nổi giận và rồi đã ăn hết tất cả mắt để giải tỏa cơn giận. Nhưng khi ba Bi được sinh ra, con và Shadow đều có hoàn cảnh tương tự nhau. Và tự nhiên sau đó, hành vi lạ kỳ của Shadow đã biến mất. Có lẽ con cảm thấy tốt hơn khi không còn cô đơn nữa. Mimi à, cảm ơn em nhiều nha. Thì ra mọi chuyện là vậy hả? Hả? À, nhưng mà ba Bi đã đi đâu rồi hả? Nó đi đâu mất rồi ta? Đang ngồi ăn cuốn sổ chi tiêu của mẹ ở trong phòng kìa. Tôi chết rồi. Mẹ đã để hết tiền của tháng sau vào trong đó. Em nói cái gì? Đó là tiền sao? Ba Bi đã ăn hết cả số tiền đó rồi. Ôi trời. Con không nghĩ là ba Bi ăn tiền đâu. Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Nè ba Bi à, sổ của mẹ ngon chứ con? Sắp giấy kế bên cuốn sổ của mẹ là những thứ mà mẹ rất cần. Con đừng ăn nó nghe. Tiền. Ủa? Đúng rồi, tiền là tiền á. Con sẽ không ăn tiền đâu, không phải là đồ ăn. Con không ăn tiền thiệt hả con? Dạ, tiền là thứ mẹ sẽ đưa. Cho con tiền đi. Cho con tiền hả? Cho con tiền. Tiền nhiều quá tiền. Ba Bi thật sự không cần nhiều tình yêu. Tiền, cho con tiền. Chỉ cần tiền thôi. Mimi à, em hết
tiền tiêu giặt rồi có đúng không? Hết sạch luôn rồi. Vậy bây giờ thì đi kiếm tiền thôi. Đúng rồi đó, hãy kiếm tiền nào. Ăn giấy thật là ghê quá đi. Shadow à, hôm nay trời đẹp quá ha. Hả? Đã vậy còn có gió nữa, mát ghê á. Hả? À, Đô Đô nè, sao bạn dám làm điều này? Hết hồn rồi phải không? À, giờ ai mà thèm chơi mấy cái trò trẻ con đó nữa. Bạn ấy làm mình sợ quá. Bạn yên tâm đi, chắc chắn bạn ấy sẽ té cho mà coi. Cho chừa cái tội bày trò chọc phá tụi mình đi. Các bạn ơi, nhìn mình nè. Tóc của bạn đẹp thiệt đó. Hôm qua mình với mẹ đã đến tiệm làm tóc nổi tiếng để làm. Và tóc của mình như biến thành một bông hoa xinh đẹp. Trời đất ơi, vậy thì bạn nên cẩn thận với mấy con ong đi nha. Bởi vì mấy con ong hay có thói quen đi tìm hoa để hút mật lắm đó. Ủa? Bạn ganh tị thì cứ việc nói đại ra đi, mắc câu làm gì. Hồi nãy bạn nói Đôn Đôn sẽ bị té. Ngay lập tức bạn ấy té liền. Rồi tớ Ân Huân cũng bị ông với chị té khói luôn. Vậy thì sao chứ? Ý mình là mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì bạn nói á. Ủa? Đúng thiệt ha. Chắc là mình hên thôi. Không phải vậy đâu. Mọi chuyện đều xảy ra chính xác y như lời của bạn nói luôn. Nhưng mà mình chỉ nói những điều mình nghĩ ra thôi à. Có khi nào bạn mang trong người năng lực nhìn thấy trước tương lai không cha đúng? Có thiệt không vậy? Vậy tụi mình làm một bài kiểm tra nho nhỏ đi, để coi có phải là mình biết trước được tương lai hay không. Chuẩn bị nha, hãy chuyển màu cho ta. Đèn giao thông đổi màu rồi kìa. Mình làm được điều đó thiệt hả? Chắc chỉ là trùng hợp thôi à. Một hai lần thì không nói, đến mức này thì không còn là trùng hợp thôi đâu. Ê, cái tòa nhà đó nếu xảy ra chuyện lớn tới mức phải phá sản thì mình mới tin là mình có siêu năng lực đó Minh Chi. Nhưng tòa nhà đó lớn quá mà, nếu có chuyện thật thì đáng sợ quá. Chuyện như vậy làm sao mà có thể xảy ra được. Cũng đúng ha. Không phải chứ, tập đoàn Hanjun Group vừa tuyên bố phá sản sao? Sao có thể được? Đó chính là tòa nhà hôm qua mình thấy. Chà, đều đáng đúng chuyện đó rồi. Rồi, dễ lắm. Làm sao bài tập? Làm sao đây? Mình quên làm bài tập cô giao về nhà rồi. Chưa bao giờ mình đảng trí như vậy hết. Minh Chi mà cũng quên làm bài tập sao? Nhưng mà thật sự có bài tập đó hả? Coi cậu kìa. Bạn làm bài tập chưa vậy? Hôm nay mình cố tình không làm đó. Bạn nói vậy là sao hả? Cố tình không làm bài à? Vì hôm nay có vẻ cô giáo sẽ không kiểm tra bài cũ đâu. Có phải bạn đã thấy trước chuyện này giống như hôm qua không hả? Không biết có đúng hay không nữa, nhưng mà mình thực sự đã có suy nghĩ này ở trong đầu. Nào cả lớp, hãy mở sách ra. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ ghép với từ đan. Cô đã viết lên bảng rất nhiều từ ghép với từ đan. Các em nghĩ còn từ nào không? Khi ghép từ này với từ kia chúng ta lại có một từ mới.
Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Thấy chưa, cô thật sự không kiểm tra bài cũ. Không cần nghi ngờ gì nữa, bạn thật sự là nhà tiên tri đó. Mình hả? Có thiệt không nhở? Nè, cho cha đu, sao bạn đoán được vậy? Hay thiệt chứ, bạn ấy nói chung y chóc luôn. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Các bạn ấy còn đuổi theo không hả Minji? Không có, hình như mọi người về nhà hết rồi. Bạn hãy nói thiệt đi. Tụi mình ở đây đợi bạn nãy giờ nè. Còn có thời gian ăn kem nữa nè. Không có nè. Mình đã đứng ở đây đợi bạn ấy trước các bạn nữa kìa. Mọi chuyện thật sự sẽ xảy ra như những gì bạn đã nói đó hả? Tất cả đều là thật luôn. Mặc dù không muốn tin nhưng đúng là Shadow có thể nhìn thấy được tương lai đó. Lúc bạn đoán đúng chuyện cô không kiểm tra bài tập, nói thiệt là mình đã nổi da gà khắp người luôn á. Mình mới là người nó nổi da gà đây nè. Ngày mai tụi mình vẫn còn phải học tiết đó có đúng không? Tuy là bây giờ không biết lời bạn nói thật hay giả, nhưng mà làm gì có chuyện đoán không sai chứ. Tất cả đều đúng hết trơn, vì mình luôn ở bên bạn ấy mà. Shadow à, nếu bây giờ bạn chịu trả lời tụi mình, ngày mai lên lớp mình sẽ làm cho các bạn ấy không làm phiền bạn nữa. Đúng đó, bạn hãy giúp tụi mình đi Shadow, một lần thôi cũng được. Mình năn nỉ bạn đó, Shadow à. Các bạn nói thiệt không? Đương nhiên. Vậy cũng được. Mình luôn có cảm giác không tốt mỗi khi Jun xuất đi trên đường. Bạn phải luôn cẩn thận với nước đó. Thiệt tình, trên đường làm gì có nước chứ. Nếu vậy thì phải cẩn thận cái gì? Vậy là Shadow nói đúng rồi. Mình cũng cảm thấy lo lắng cho Don Don lắm. Bạn nhớ cẩn thận khi ăn uống nha. Nếu không chú ý thì nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó cho coi. Ý Shadow là phải cẩn thận với bầu trời trong xanh này sao? Có vẻ cũng không đáng tin cho lắm. Gì ạ? Không lẽ cây kem lúc nãy có vấn đề gì sao? Anh Huy cũng phải cẩn thận đó. Nhất là mấy thứ như kim nhọn, nếu không nhất định sẽ có rắc rối. Đừng nên chủ quan nha. Kim nhọn sao? Mấy cái kim nhỏ nhoi đó thì sao phải sợ? Những gì bạn ấy nói đều lần lượt xảy ra hết. Được rồi, đã kết thúc chuỗi ngày tiên đoán. Từ giờ mình không nói gì nữa. Nhưng Shadow đã đoán sai một chuyện. Đó là chuyện bạn ấy tiên đoán với mình không hề xảy ra. Cho nên Shadow không phải là một nhà tiên tri. Trật tự, sao ồn quá vậy? Là Shadow đó cô. Bạn ấy nói mình biết trước được những chuyện tương lai, nhưng mấy chuyện bạn ấy nói đều sai hết trơn à. Là Shadow sao? Con người làm sao có thể biết trước được chuyện tương lai chứ? Các em đến trường là để học chứ đâu phải là để lừa dối bạn bè. Nhưng mà em đâu có lừa gạt gì đâu. Thì ra Shadow không phải là nhà tiên tri mà là tên lừa đảo. Được rồi. Nè các em, ngày mai là ngày gì vậy? Dạ, là ngày đi cắm trại. Chính xác, các em nhớ tốt lắm. Cô nghe dự báo ngày mai trời sẽ lạnh, cho nên các em nhớ mặc áo dày để giữ ấm nha. Bạn bớt giận đi, để dành tâm trạng ngày mai đi cắm trại nha. Minji ơi. Chào Shadow. Nhưng mà sao bạn lại mang theo dù vậy? Mình thấy hôm nay trời cũng rất đẹp mà. Tự nhiên mình muốn mang theo thôi à. Trong cặp của mình còn có áo mưa nữa đó. Tụi mình đi thôi, coi chừng trễ đó. Được rồi. Chụp nè. Hector. Ủa, cô nhớ dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay trời mưa đâu. Cô, mau nhìn bên kia kìa. Ôi trời ơi. Là Shadow.
nếu dự báo thời tiết không thông báo trời mưa, vậy sao bạn ấy biết để mang những thứ đó vậy? Hình như bạn ấy thật sự có năng lực của một nhà tiên tri đó con. Trên đời này không có ai dự đoán được tương lai hết, tất cả chỉ là chuyện trùng hợp. Có lẽ vì trận mưa ngày hôm qua nên Ân Huy đã bị cảm rồi, cho nên hôm nay em ấy sẽ không đi học. À, Jadu à, lát nữa em lên văn phòng gặp cô nha. Dạ, một mình em hả cô? Hả, chị đang làm cái gì vậy? Sao từ nãy giờ cứ đâm đâm chỗ đó hoài à? À, hôm gì chị không tìm được ven cho nên hơi lâu một chút. Không lẽ chị là thần tập sinh? Không phải, chị làm y tá cũng lâu rồi. Shadow nói mình phải cẩn thận với kim nhọn chính là cái này sao? Trời Shadow, tất cả là tại bạn đó. Cô ơi cô, em sẽ không đoán bậy nữa đâu. Nhưng thật ra em chỉ nói những gì em nghĩ thôi. Hoàn toàn em không có ý lừa dối gì mọi người. Shadow, hãy nghe đây. Dạ thưa cô. Trong năm nay vận may của cô như thế nào hả? Hả? Shadow à, bây giờ sức khỏe của ba cô không được tốt lắm. Ông ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Chắc là không nguy hiểm đâu đúng không? Còn nữa nha, dạo này giá nhà lên liên tục. Em tiên đoán thử xem cô có nên mua một căn hay không hả? Hay là cô nên đầu tư cổ phiếu? Mà nếu như mua cổ phiếu á, thì mình nên mua loại nào sẽ có giá hơn hả em? Còn nữa nha, cô nghe nói là năm nay á, trường mình sẽ bình chọn giáo viên giỏi. Em thử tiên đoán xem cô có được danh hiệu thi đua hay không? Tới cô mà cũng như vậy sao? Chiếc lá cuối cùng của cái cây này cũng đã rụng rồi. Cơn gió thu lại thổi lần nữa qua cổ áo tôi, đồng thời nó cũng thổi qua khoảng trống ở trong trái tim của tôi. Bài thơ của Minji thật sự rất hay. Cô nghe xong không nghĩ đó là một cô bé học sinh tiểu học đã viết. Nó chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Dạ em cảm ơn cô. Em đã cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình hết sức có thể. Cả lớp hãy vỗ tay tuyên dương Minji đi. Shadow à, mình có thể khoe với bạn một bài thơ được chứ? Mình biết là bạn thích thơ, nhưng cho mình xin lỗi nha. Mấy đứa có suy nghĩ đơn giản giống như mình thật sự không thích thơ cho lắm đâu. Mình thấy việc phải khổ sở vì một thứ gì đó hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Shadow à, bạn nghĩ thích thơ là một chuyện rất khổ sở sao? Tất nhiên rồi, nghĩ vậy nó chỉ là mình thấy khổ sở thôi. Thôi mình hiểu rồi, nhưng mình không cảm thấy khổ sở khi ngồi với bạn. Bộ mình đã nói gì sai hả ta? Bầu trời trống rỗng cùng với sự cô đơn, giống như những mũi tên, những chú chim bay xuyên qua nó. Mùa thu khiến Minji buồn. Các bạn có thấy Minji không? Hình như hồi nãy mình thấy Minji về rồi mà. Sao vậy? Không có gì đâu. Mà mình hỏi cái nè, hay bạn có bị triệu chứng trầm cảm trong mùa thu không vậy? Để mình nghĩ coi, mình thật sự thích mùa thu vì không khí của nó mát mẻ. Ngoài việc luôn cảm thấy đói bụng thì mình không cảm nhận được cái gì nữa hết. Vậy tại sao Minji lại thay đổi nhiều tới như vậy chứ? Có thể vì bạn ấy rất yêu mùa thu. Minji rất yêu mùa thu hả? Ba ơi ba, mỗi khi mùa thu tới ba có thấy buồn không? Ba chỉ cảm thấy buồn khi có những chuyện xấu xảy ra thôi. Những chuyện xấu xảy ra vào mùa thu sao? Cái con bé này, có chuyện gì với con vậy? Hay là con đang cần tiền? Dạ con đâu có chuyện gì đâu ba, nhưng lúc nào con cũng cần tiền hết trơn á. Cần tiền thì đi nói với mẹ con. Mẹ ơi, mẹ có cảm thấy buồn chán khi mùa thu tới không? Mẹ thì làm gì có thời gian để mà buồn chán. Ngày nào cũng có tỷ tỷ thứ phải lo hết.
Cả mẹ cũng vô cảm với mùa thu nữa. Nhưng mà hồi còn đi học thì mẹ cũng từng rất lãng mạn. Mỗi khi mùa thu tới, mẹ sẽ làm thơ và đem mọi người đặt vào trong bài thơ của mình. Mẹ ơi, mẹ cũng biết làm thơ nữa sao? Mẹ thật sự hiểu được nó hả mẹ? Hay, nếu con muốn hiểu thơ, hãy đọc nó bằng trái tim của mình. Thơ là một mảnh ghép của câu chữ làm lay động trái tim con. Thơ chính là những câu văn ngắn chia sẻ cảm xúc. Những câu văn ngắn chia sẻ cảm xúc hả? Xin chào Minji, chúc buổi sáng vui vẻ. Mình nghĩ là mình hiểu một chút về thơ rồi đó Minji à. Cái gì hả? Đó chính là những câu văn ngắn dùng để chia sẻ cảm xúc, có đúng không? Cha đưa à. Mình đang muốn đọc cho bạn nghe một bài thơ mà mình rất thích. Không biết là bạn có thời gian để nghe không ta? Bạn nhìn đi, đây là bài thơ mà mình thật sự rất thích. Hài thân thể khỏe mạnh là tinh thần khỏe mạnh. Nó có làm cho bạn cảm động không? Cái này là... Bạn sẽ thấy khỏe mạnh nếu như làm việc chăm chỉ vào mùa thu. Có phải là bài thơ rất lay động lòng người hay không? Nè, bạn nhìn nó đi. Có phải nó làm bạn cảm thấy mình cần có ý thức giữ gìn vệ sinh hơn hay không? Nhìn bên kia kìa, bạn có suy nghĩ giống mình không? Bản thông báo đó đang đánh động vào trái tim của những người phụ nữ xung quanh chúng ta, có đúng không? Mỗi khi giảm giá, bạn có thể mua được nhiều đồ hơn với số tiền ít hơn. Mình cảm thấy nó thật sự cho trái tim của mình một cảm giác được an ủi. Ơ Minji ạ. Nè Minji, bạn làm sao vậy hả? Mình nghĩ là cảm nhận về thơ của chúng ta hoàn toàn khác nhau, Chandu à. À thôi, mình đi về đây. Minji à. Vậy là con khoe mấy cái đó với Minji và nói là thơ đó hả? Mẹ chỉ nói những câu ngắn là thơ, chứ đâu có giải thích rõ ràng đâu. Tuy những thứ con chỉ đều là cụm từ hoặc là câu ngắn, nhưng nó không thể hiện được cảm xúc của con người nên không phải là thơ. Vậy bây giờ con phải làm sao để Minji cảm thấy tốt hơn hả mẹ? Thì con hãy viết một bài thơ tặng cho con bé đi. Làm thơ cũng không khó lắm đâu. Nếu con đặt tình cảm chân thành vào trong đó thì nó sẽ thành thơ. Chỉ cần viết chân thành thì sẽ thành thơ sao? Mùa thu. Chà, mình viết xong tiêu đề rồi. Bây giờ để có thể bắt đầu thì mình cần có một số ý tưởng. Ôi, mùa thu ơi. Mùa thu chính là... Không được. Đúng rồi, mùa thu là... Cái này cũng không phải. Cái này cũng không đúng. Chandu à, bạn có muốn chơi đá banh với tụi mình không? Sao cậu đứng đây vậy? Chandu bị làm sao á? Không lẽ Chandu đã bị lây căn bệnh mùa thu của Minji rồi? Mình thật sự không biết viết cái gì luôn á. Nhưng mình không thể bỏ cuộc được. Rốt cuộc mùa thu là cái quái gì vậy chứ? Minji à, bạn thấy sao hả? Nhìn vui lắm đúng không? Mùa thu đã cướp đi người bạn Minji của mình. Mùa thu, ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Thôi cái gì chứ, là những điều mà mình nghĩ ra thôi. Duyên sức à, đôi đôi nè, tụi mình đi chơi đá banh đi. Bạn chắc không đó? Ý của bạn là sao vậy? Thì để mình mang cái này vô lớp cất cái đã. Chờ mình một chút nha. Chắc là bạn ấy đang hết bệnh rồi á. Sức đề kháng của Chandu mạnh thiệt chứ. Mới đó mà đã vượt qua được rồi. Đây là
nhà tập của Chadu mà. Bạn ấy viết cái gì vậy? Lạ quá. Tiêu đề mùa thu. Mùa thu, bạn là ai chứ? Tại sao bạn lại làm cho bạn Minji của mình buồn? Bạn hãy mau đi đi. Nếu bạn còn không đi, khi mùa đông kéo tới, nhất định mùa đông sẽ đông cứng bạn cho mà coi. Chadu à. À, Minji à, Minji à, cho mình xin lỗi nha. Tự nhiên bạn xuất hiện cho nên mình không kịp dừng. Mình không sao đâu Chadu à. Mình đã biết được cảm nhận của bạn rồi nên không hề thấy đau chút nào hết á. Cảm nhận của mình sao? Là cái này nè. Đây là bạn đã đọc nó rồi hả? Có phải là thấy rất bất ngờ hay không? Trong tất cả những bài thơ mình đọc thì nó là bài làm mình vui nhất. Mình có thể thấy được là bạn đã lo lắng cho mình nhiều đến mức nào. À thì đúng là như vậy đó. Mình thấy xấu hổ ghê à. Thời gian qua mình đã làm phiền bạn rồi, có đúng vậy không? Cho mình xin lỗi nha. Hey, không sao đâu. Vì đang là mùa thu cho nên mình cũng hiểu được mà. À, nhưng mà Minji à, mắt của bạn sưng lên nhiều quá rồi kìa. À, mình đã nói là không sao rồi mà. Ai à, đúng thiệt là. Trước cuộc có muốn đá banh nữa không đây rồi. Tự nhiên đang đá cái đứng đó nói chuyện à. Nè, hai bạn đang làm cái gì vậy? Mau đá cho banh lẻ cái nha. Mau chuẩn bị. Chadu, Minji, hai bạn làm gì vậy? Mau chọn đội cho mình đi, để còn bắt đầu nữa. Ai thèm quan tâm tới chuyện mình ở đội này hay là ở đội kia chứ? Và ai thèm quan tâm là nguồn gốc của cây được bắt đầu từ đâu? Rốt cuộc bạn đang nói cái gì vậy? Bạn phải chọn đội thì tụi mình mới có thể bắt đầu trận bóng được chứ. Mấy bạn phiền quá đi. Cho Chadu sẽ về đội của mình. Bạn tranh thủ thời cơ quá đó nha. Không còn sự lựa chọn nào khác. Minji à, vào đội mình nha. Nếu như mình có phải chết thêm 100 lần đi nữa thì xương của mình sẽ hóa thành cát bụi và tâm trí sẽ biến mất. Còn trái tim mình chỉ thuộc về tình yêu của mình mà thôi. Hai bạn làm con thôi đi. Ai trả dĩa bay cho hai bạn về sau quả giùm cây. Mấy bạn có chừng trái banh. Rùa con ơi, thò đầu ra khỏi mai đi mà. Nếu bạn không chịu thò đầu ra, mình sẽ nướng bạn lên ăn đó. À, hai bạn lại đang làm cái trò gì nữa vậy? Ở đây làm gì có rùa con chứ? Đơn đơn à, đơn đơn à, thò đầu ra khỏi mai đi nè. Nếu bạn không chịu làm như vậy, tụi mình sẽ đánh bạn gấp đôi. Căn bệnh mùa thu đã biến các bạn ấy thành những thay ma thơ ca rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.